Em nghĩ ba không giận anh đâu. Anh làm việc này cũng vì sức khỏe của ba mà. Thà là vậy còn hơn phải cầu cứu tới má và thằng Hiệp. Anh chỉ sợ một điều là... Điều gì? Vì chữ ký của anh mà ba của mình hay gì, anh sẽ phải hối hận suốt đời. Anh nói em nghe cũng phải. Anh nên suy nghĩ kỹ và thận trọng trước khi quyết định ký cho tờ giấy đó. Bây giờ anh là người quyết định sự sống của ba. Thật sự anh đang rất lo em à. Nhưng anh có thấy ngạc nhiên khi ba cứ một mực khăng khăng đòi gặp cho được má và em trai của anh không? Phải gặp được họ thì ba mới chịu phẫu thuật. Thì đó cũng là tâm nguyện của ba mà. Không, ý em nói là phải có một cơ sở nào thì ba mới dám đem sinh mạng của mình ra mà thách thức như vậy chứ. Anh thật sự không hiểu ý em muốn nói cái gì. Ba có thể đã lần ra manh mối chỗ ở của mẹ và em trai anh hiện nay, nên cố ý nấn ná chờ gặp cho được họ trước khi lên bàn mổ. Vẫn chưa liên lạc được với Lâm Minh sao anh? Thôi, bớt giận đi, em massage cho cân nha. Không biết nó làm cái gì mà biến mất mấy ngày nay. Chắc á, là ham chơi quên lối về. Đàn ông mà anh, đâu có gì làm mê muội ngoài mấy chuyện đó đâu. Ok, em không nói nữa. Nó phải nhớ nó về đây với mục đích gì chứ? Kẻ thù đang nhẫn nhơ trước mắt, sao nó có thể chơi bời được? Vậy mà biến mất không tâm tích, gọi điện thoại thì không thèm bắt máy.
tức điên cả người. Vậy thì chắc có kẻ nào đó có sức ảnh hưởng lớn hơn anh rồi. Em nghĩ chỉ có cô nàng nào đó mới đủ sức quyến rũ Lâm Minh thôi. Em nói không phải không có lý. Anh ơi, Lâm Minh. Em à, Ngọc nè, thôi em về nha, nhớ giữ sức khỏe. Ok vậy nha, em về. Bye bye anh. Chú không liên lạc được với con mấy ngày nay, thì ra con bận rộn đến như vậy sao? Dạ,
Chú tìm con có gì gì không? Không phải là con đã chia tay với nó rồi sao? Có điện thoại gọi cho nó về đây à? Dạ không. Con cũng rất bất ngờ là khi thấy cô ấy có mặt ở đây. Cô làm cho chú thật sự thất vọng. Ý chí của con dường như đã không còn như lúc mới đặt chân vào Việt Nam. Con đã quên đi những gì con đã hứa với ba mẹ con. Chú còn tưởng mấy ngày qua con tính toán đường đi nước bước để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Thì ra con đang đắm chìm trong tình cảm trai gái. Có lẽ chú nên quay về bên đó để tránh gặp mặt ba mẹ con. Chú đành thất hứa với họ vậy. Chú à, con xin lỗi chú. Con nên nói xin lỗi trước mẫu ba mẹ con kìa. Chú chỉ là người chăm sóc, nuôi nấng con theo lời người đã khuất thôi. Nếu con muốn ba mẹ con được ngậm cười nơi chính suối thì hãy là một người con có hiếu. Không thể để ba mẹ mình chết oan ức như vậy khi để kẻ thù sống hạnh phúc và đoàn tụ vậy. Những gì cần nhắc nhở chú đã nói hết rồi. Tùy con. Tôi rất khó khăn khi tiếp cận căn nhà này vì xung quanh họ toàn là nuôi chó. Mai phục mấy ngày nhưng người đàn bà này không hề bước ra sân. Hình như bà ta đang bị bệnh. Không thấy đứa con trai nào mà chỉ thấy có một cô con gái. Ông xem mình đi, ông thấy có quen không? Đó là cô con dâu tương lai. Còn cậu con trai này thì đang trên đây đi làm. Bà ta tên là Dung, còn anh ta tên là Hiệp. Cảm ơn cậu. Dạ không có gì. Thôi tôi đi. Con nghe đây cô. Nghe giọng con á không được vui. Có chuyện khó xử sao? Thiệt là lạ đó. Mấy bữa nay ông Tính cũng lầm lì đến phát sợ. Chú Tính hả? Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với chú Tính còn rất quan trọng. Ông ấy là người rất nặng tình cảm và trọng nghĩa khí. Theo cô biết, năm xưa ba của cháu và ông Tính thân như anh em ruột vậy. Khi chứng kiến người anh em của mình bị sát hại, ổng như điên như dại vậy. Nhưng lại bị ông Tùng truy cùng đuổi tận, nên đành phải nuốt hận mà bỏ xứ đi. Xuôi chân, nhắm mắt, ba còn trăn trối gửi tụi con lại cho ổng bảo bọc và nuôi nấng. Mấy hôm nay ổng cứ uống say và lẩm bẩm nói chuyện với người đã khuất.
Cô thấy lo cho sức khỏe của ông ấy lắm. Dạ, con cảm ơn cô đã gọi điện cho con. Không có gì, thôi cô cúp máy nha. Chào cô. Có thể đây là lần cuối cùng chú đến đây thăm ba mẹ con, để quay về bên đó. Chú cảm thấy hổ thẹn với người đã khuất vì đã làm không tròn lời trăn trối năm xưa. Chú đã già rồi, lực bất tòng tâm, không thể trả thù được cho người bạn chí cốt đã chết oan ức. Kẻ thù thì sống nhẫn nhơ ra đó. Con đã sai khi cứ suy nghĩ lan man, và có lúc con tỏ ra nhu nhược. Con biết là mấy ngày qua đã làm cho chú lo nghĩ, con xin lỗi chú. Thanh niên thì nên có ý chí và kiên định con đường đã chọn. Con lại càng phải quyết tâm hơn người khác vì còn kỳ vọng của người đã khuất. Con biết mình sai rồi, xin phép chú cho con ở lại một mình với ba mẹ của con. Ba mẹ đừng oán trách con vì phút yếu lòng không đáng có. Từ nay con sẽ không làm cho ba mẹ thất vọng nữa đâu. Anh muốn em đưa tới gặp ông Tùng. Anh đưa em đi đâu vậy? Sao toàn là mù mã xung quanh không vậy nè? Mộ ba mẹ anh hả? Phải. Ba mẹ, con đúng là đứa bất hiếu. Con thấy xấu hổ khi quay trở lại đây, khi kẻ thù vẫn còn ung dung tự tại. Lần này con đến đây, con xin lỗi ba mẹ. Và con hứa với ba mẹ, con sẽ không làm cho ba mẹ thất vọng với con đâu. Chuyện gì vậy anh? Anh đâu làm gì có lỗi với hai bác đâu. Tại sao lại nói như vậy? Ngày về nước, anh đã đứng trước mộ của ba mẹ mà thề rằng ngày giỗ năm sau sẽ là ngày kết thúc mối thù và giết chết kẻ đã gây ra oán ức cho ba mẹ anh. Vậy mà anh đã quên đi lời hứa đó chỉ vì hả mê chục vọng tầm thường.
Anh muốn em chứng kiến lời hứa của anh trước ba mẹ anh. Em sẽ cùng anh thực hiện lời hứa với ba mẹ anh. Anh muốn em làm gì em sẽ làm. Anh muốn em quay về bên đó. Anh nói vậy là sao? Anh đã quyết rồi. Em hãy nghe theo anh. Hãy về lại bên đó. Nhưng mà em đã làm gì sai? Em chỉ muốn là cùng anh làm tất cả mọi thứ trên đời này thôi mà. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, em vẫn luôn bên cạnh anh. Em không thể nào sống thiếu anh. Anh biết điều đó không? Anh xin lỗi em. Vậy giờ anh tính sao? Ba anh nhất quyết không chịu mổ khi chưa gặp má anh. Như vậy sẽ nguy hiểm cho tính mạng lắm. Anh cũng lo cho ba anh quá. Chuyện trước đây cũng chưa biết thật hư ra sao, nhưng trước mắt phải mổ để lấy khối u ra. Nhưng ba anh khăng khăng không chịu mổ nếu chưa gặp được má. Anh nóng ruột lắm, nhưng không biết sao mở lời với má. Em cũng biết tính má rồi mà. Em chỉ sợ khi gặp ba anh, bệnh bác tái phát thì càng nguy. Anh cũng nghĩ đến điều đó, mà nghĩ đến khối u trong não của ba anh ngày càng lớn thì anh lại cảm thấy bất an. Hay anh để cho em tìm cách dò ý của bác xem sao, sau đó mình hãy tính nha anh. Ừ, chắc phải vậy thôi, nhưng mà... Em biết, em sẽ cố gắng nói chuyện với bác sớm. Bây giờ cô xem tất cả những tài liệu này, nếu có gì khúc mắc thì báo cho tôi biết nha. Dạ. Cô ra được rồi. Dạ. Alo. Dạ. Dạ dạ. Cô nói gì? Ba tôi đã rời khỏi bệnh viện hả? Lúc nào vậy?
Dạ được rồi, tôi sẽ kiểm tra lại và báo cho cô biết. Cảm ơn cô. À, ông chủ có về nhà không? Ok, khi nào ba tôi về nhà thì gọi lại báo cho tôi biết nha. Tự nhiên ba đi đâu vậy ta? Tại sao không báo cho mình biết? Rời khỏi bệnh viện, không về nhà, vậy đi đâu? Em à, bệnh viện vừa báo là ba vừa rời khỏi bệnh viện một tiếng. Anh gọi về nhà mà không thấy, anh lo quá. Theo em, ba có tới công ty không? Hay để bây giờ anh qua phòng ba coi sao hả? Anh à, em vừa đi ngang phòng ba, phòng ba vẫn đóng cửa tắt đèn. Kỳ lạ quá, ba đi đâu trong lúc này chứ? Hay có khi nào ba nghĩ quẩn không? Anh đừng có nói lung tung. Em nghĩ là chắc ba đi Bến Tre rồi. Đi Bến Tre? Ừ. Ý em nói là ba đi tìm má hả? Đúng rồi anh. Em nghe y tá nói lúc ở bệnh viện có một người nào đó đưa cho ba một tấm hình và nói gì đó với ba có vẻ rất quan trọng. Em nghĩ có khi nào hắn là thám tử tư không anh? Em chỉ suy đoán thôi, chắc gì đúng chứ. Mà nếu như ba về Bến Tre gặp má, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Liệu má có chấp nhận ba không? Rồi ba có biết chuyện vợ chồng mình giấu ba không? Chuyện đó thì em không dám chắc. Nhưng bây giờ đến đâu mình lo đến đó. Bây giờ vợ chồng mình chỉ biết ngồi chờ để nhìn mọi việc diễn ra thôi. Nhà không? Có ai nhà không? Có ai ở nhà không? Hiệp, cậu là ông? Dung ơi,
Tại sao mà lại trốn tôi chứ? Suốt bao nhiêu năm qua tôi luôn đi tìm bà là con. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi đã làm gì sai? Đứa con trai bà ta đi tìm khắp nơi bấy lâu nay lại đang ở rất gần bên mình. Con đã biết ta là ba của con từ lúc nào? Dạ, cũng mới gần đây thôi. Nếu con không cho ba biết, có phải con cũng giống má, cũng không muốn nhìn ba? Ba, thật sự là ba không biết nguyên do vì sao má trốn tránh ba. Ba xét thấy mình không làm gì đến nỗi má uất ức, để má dứt áo bỏ ra đi hay sao? Con biết sao? Con xin hỏi ba điều này. Ba phải hứa nói thật cho con biết. Con muốn hỏi chuyện gì? Cái chết của ông ngoại năm xưa có liên quan đến ba không? Sao con lại hỏi ba điều này? Vì đó là lý do mà má đã trốn tránh và căm hận ba. Ý con nói rằng ba là người gián tiếp gây ra cái chết của ông ngoại sao? Không phải là gián tiếp, mà má nói với con chính ba là hung thủ đã giết chết ông ngoại của con. Ba nói đi, ba nói cho con biết đi, sự thật là như thế nào hả ba? Má con nói ba vì quá tham vọng nên đã nhẫn tâm bày mưu sát hại ông ngoại và cả anh em trong nhóm, thậm chí truy tận đuổi cùng những người có thể gây hại đến ba sau này. Có đúng không ba? Ba trả lời con đi. Ba không thể câm lặng che giấu sự thật này được. Dù có phủ phàng cay độc thế nào thì con cũng cần phải biết. Vàng nằm trong người của lão, khi có biến mà cứ việc dắt lão chạy, còn tao sẽ đánh lạc hướng thần tục. Phải tìm cách lấy cho được số vàng đó, xong rồi đổ tội cho thần tục. Còn Giang, tao sẽ chia cho mày như đã hứa. Thảm cảnh chưa? Cha vợ con rể sát hại lẫn nhau thì nhóm cũng như rắn mất đầu. Lúc đó tao sẽ thay thế làm thủ lĩnh, còn mày sẽ làm chức phó sau bính. Mày theo tao thì cái gì cũng có. Ba đã cho người trừng trị, nhưng hắn đã cao chạy xa bay. Nhưng chính ông Tính là người nói cho má biết điều đó. Hắn đã bày mưu tính kế, ngậm máu phun người để chạy tội. Vợ của Sáu Bính cũng bị hắn che mắt, đổ hết tội lỗi cho ba. Ba cũng không ngờ hắn cũng đưa mẹ con vào gian kế để ly gián gia đình mình. Vậy còn hai đứa con của chú Sáu Bính? Ba đưa đứa con gái về nuôi, còn đứa con trai thất lạc không rõ tung tích. Sau khi mẹ con bỏ đi, ba đã giải nghệ không làm ăn phi pháp và bắt đầu làm ăn lương thiện. Con thật sự không biết đâu là thật, đâu là giả. Lúc mọi chuyện xảy ra, con còn trong bụng mẹ nên con chỉ nghe kể lại. Vậy con có tin ba là người sát hại ông ngoại không? Con có tin là ba đã ra tay giết chết anh em và truy sát gia đình họ không? Con tin ba. Con tin ba không làm điều đó. Tại sao con lại tin ba? Vì ba là ba của con. Nếu mày nhận thì làm nha.
đâu vậy không? Đi. Dạ. Này, con nhỏ này sẽ là con của mình. Ông bố, ông làm cái gì vậy? Ông bố, trả con lại cho tôi. Ông bố. Ai vậy? Tôi bốn đây. Vô đi. Còn ai đây? Nó là con Sáu Bính. Còn thằng con trai mất tích tôi không thấy ở nhà. Nó tên gì? Nó tên Thu. Nè, hình như nó bị sốt hả? Tôi nghe nói nó bị tim bẩm sinh, phải mổ gấp. Rồi mai ông đưa nó đi khám bệnh coi sao. Con đã gặp và nói chuyện với ba. Ba đã kể cho con nghe hết toàn bộ sự thật. Những gì đã xảy ra không phải như má nghĩ đâu. Tất cả là quỷ kế của ông Tính, đã đổ lỗi cho ba. Con tin ba không phải là hạng người đó. Sao má không gặp ba một lần để cho ba được giải thích chứ? Làm như vậy thì bất công cho ba lắm. Con đã bị gương mặt hiền từ của ông ta gạt rồi. Trước đây má cũng ngờ nghệch như con vậy. Nhưng mà đến khi má tận mắt chứng kiến ông ta thuê người thủ tiêu chú Tính và bịt đầu mối, rồi bắt hai đứa con của Sáu Bính để nhổ cỏ tận gốc. Mà ông Tính và Sáu Bính đã thông đồng với nhau cướp tài sản và giết chết ông ngoại. Ba con trừng trị như vậy là đúng. Còn đứa con gái của chú Sáu Bính thì ba đem về để nuôi nấng, và hiện nay là con dâu của ba. Mà hãy bình tâm sâu chủ lại sự việc, xem những gì ba kể có đúng sự thật không. Còn một điều nữa má chưa biết là sau khi má bỏ ra đi, ba con đã dứt khoát với cách làm ăn phi pháp và làm lại từ đầu. Ba hy vọng khi gặp lại má con mình thì má con mình không phải xấu hổ gì ba. Má không muốn nghe con nói nữa. Con đã bị ông ấy gạt bằng những lời lẽ dối trá. Suốt cuộc đời này má sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta đâu. Con không mong má nhất thời chấp nhận và tha thứ cho ba, nhưng con chỉ mong má gặp ba một lần, được không má? Con à, tại sao con cứ nhất quyết bắt má phải gặp ông ấy vậy hả? Con có biết là con làm như vậy sẽ làm cho má đau đớn hay không vậy? Nó khơi lại cái vết thương lòng mấy năm nay âm ỉ, con biết không? Ba, nếu mà má không gặp mặt ba và đừng nghe ba giải thích thì ba con sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đó má. Con nói vậy nghĩa là sao Hiệp? Ba con đang bị căn bệnh hiểm nghèo, nhưng mà ba con nhất quyết không chịu phẫu thuật khi chưa gặp được má con mình. Con xin má, má hãy gặp ba con đi, dù chỉ một lần thôi. Thì ra ông ấy đem bệnh tật để đi ăn mày tình cha con sao? Lấy chuyện đó ra ép má phải tha thứ và chấp nhận hay sao? Thật là bị ổi.
Chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra để đối xử với con trai của mình nữa. Ba, ba đừng có hiểu lầm ba. Không phải là như vậy đâu má. Vậy con chuyển lời của má cho ông ấy nha. Trời cao có mắt đó. Ông ấy đang nhận lãnh tất cả những quả báo mà trước đây ông ấy đã gieo oan nghiệt đó. Má, ba, sao hôm nay ba hiền quá vậy? Ba không đi đối ẩm với các chiến hữu sao? Ba hỏi nè, hồi chiều ba thấy thằng Hiệp nó nói chuyện với ông nào mà bà rụng vậy? Mà ba hỏi làm chi? Cái đó là chuyện riêng của gia đình người ta. Sao hôm nay ba để ý mấy cái chuyện đó làm gì? Cha mày, hỏi không nói mà cứ căng dặn lại. Ông tên gì? Ba muốn nói ông nào? Thì cái ông hôm nay xuống đây gặp thằng Hiệp đó. Thì sau này thì ba sẽ biết. Còn bây giờ thì ba đi ngủ đi. Mày không nói thì tao hỏi nó à? Nè, ba đừng có làm như vậy nha. Chuyện này là chuyện tế nhị của gia đình người ta. Rồi sao? Nó là rể tao, không lẽ tao hỏi nó không được hả? Con chịu thua ba luôn đó. Ông ấy là tổng giám đốc của một công ty lớn nhất ở Sài Gòn. Ông ấy là cha ruột của anh Hiệp. Ông tên là Tùng. Tùng? Đúng là Tùng rồi. Ba đừng có nói với con là ba có quen người ta nha. Không, ba không có quen. Nhưng mà sau này cũng quen thôi. Vì số gia mà. Ở Sài Gòn á, công ty đó tên gì vậy? Mà con nói ba cũng đâu có biết đâu. Tuần sau á, anh Hiệp kêu con lên Sài Gòn để thăm dò công việc. Mà giờ gặp chuyện gia đình tùm lum, chắc từ từ quá ba. Vậy khi nào con đi, cho ba đi với nha. Ba đi Sài Gòn? Ba đâu có thích mấy chỗ đó đâu. Nhưng mà bây giờ tự nhiên ba thích. À, mà trước đây ba ở Sài Gòn mà đúng không? Ba ở quận mấy vậy? Ba sống làm sao? Sao chưa bao giờ ba kể cho con nghe thời oanh liệt của ba hết vậy? Thì thôi, thôi tao đi ngủ. Ủa, ba làm sao vậy? Ba nè, mai mốt ba đừng có hỏi hay nhắc gì với anh Hiệp hết nha. Con sợ là ba làm tổn thương ảnh đó. Biết rồi, mày tối ngày chỉ lo cho nó tổn thương, còn ba tổn hại ai lo? Chuyện gì vậy ba? Sao ba ra viện mà không báo cho tụi con biết? Ba đi đâu vậy? Ba đi tìm má con. Má con? Có phải con đã biết chuyện này? Con đã biết má thằng Võ ở bên Tre, đúng không? Dạ, cái này là lỗi của con. Con biết rõ nhà của má mà không báo cho ba biết. Con thật là nông cạn và thiếu suy nghĩ. Con sợ con nghĩ lung tung hết. Con thiệt là ích kỷ đúng không ba? Ba đừng giận con nha. Con thấy bây giờ điều quan trọng hơn hết là ba hãy lo cho sức khỏe của mình. Mai ba trở lại bệnh viện và làm phẫu thuật nha ba. Rồi sau đó ba muốn xử con như thế nào cũng được hết, nha ba. Con ra ngoài đi.
Ba, đi đi. Anh, để cho ba được yên tĩnh đi. Dạ, tụi con ra ngoài nha ba. Ông nội, ông nội làm gì vậy? Sao ông nội buồn vậy? Không biết tại sao ba lại biết được chỗ ở của má. Như vậy có nghĩa là ba biết thằng Hiệp là con trai của ba. Có thể là ba cho người dò la rồi tìm ra được. Nhưng mà không biết cuộc gặp gỡ như thế nào mà khi về thấy ba tuyệt vọng như vậy. Cũng có thể má không muốn gặp ba. Alo. À, dạ, ba tôi đang ở nhà. Ngày mai tôi sẽ đưa ba tôi trở lại bệnh viện. Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Ủa, bác sĩ Lương lại hối thúc ba phẫu thuật hả anh? Chuyện này không do dự được rồi. Anh phải thay ba ký vào bản cam kết mổ thôi. Ừ. Anh tin là khi ba khỏe, ba sẽ hiểu được lòng anh. Ba, hôm qua bác sĩ Lương có điện thoại cho con, hối thúc về chuyện phẫu thuật của ba. Con biết là hiện tại trong lòng ba đang nghĩ gì, nhưng ba phải nghĩ đến vợ chồng con, đến bé Nam Phương nữa. Nó mong ba về nhà lắm. Còn những chuyện gì ba cảm thấy vướng mắc, ba hãy gác nó qua một bên để tập trung lo cho sức khỏe của ba. Ba, công ty hiện tại đang gặp rất nhiều rắc rối. Ba phải nhanh chóng khỏe mạnh để còn quay trở lại điều hành nữa chứ. Con biết ba còn giận con về chuyện không nói chỗ ở của má. Thật ra con làm như vậy bởi vì con sợ khi ba gặp má, ba sẽ suy sụp tinh thần, ảnh hưởng tới cuộc phẫu thuật của ba. Như vậy sẽ rất nguy hiểm ba. Con xin lỗi ba. Con đi ra ngoài đi vợ. Con biết trước giờ ý kiến của con hay lời nói của con ba không bao giờ tin tưởng hết. Nhưng mà lần này coi như là con xin ba đó. Ba hãy lên bàn mổ để ngăn ngừa khối u đang càng ngày càng lớn trong não của ba. Nếu được như vậy, con sẽ đi gặp má cho ba yên tâm nha ba. Ba muốn nghỉ ngơi có được không? Dạ. Vậy ba nghỉ ngơi nha. À,
Em trai à, anh thấy anh em mình cơ bộ có nhiều nét giống nhau. Tính tình thì không biết sao đây. Anh thì rất là thoải mái và tình cảm, cho nên là đôi lúc anh thấy mình hơi bị yếu đuối. Còn sở thích của anh thì lúc má đi em còn ở trong bụng, cho nên không biết gì về ba. Má cũng chẳng bao giờ nhắc đến ba, dù chỉ là một câu. Đến khi biết được người đứng trước mặt mình là ba, em rất là bất ngờ và xúc động. Em vừa muốn nói cho ba biết em chính là đứa con của ba, nhưng lại không mở miệng được. Và lúc đó thì hay tin ba bị bệnh. Thật ra chuyện phẫu thuật của ba anh cũng tính bàn với em. Thôi thì mấy cái chuyện nhận anh em á, mình gác qua một bên đi. Trước mắt là lo cho chuyện sức khỏe của ba trước đã. Bây giờ em có thể đứng ra khuyên ba phẫu thuật sớm được không? Chứ tình hình này kéo dài sẽ không tốt cho ba. Em biết, nhưng mà má rất là dứt khoát. Bác sĩ có đưa ra giải pháp là bây giờ cứ đưa ba vào phòng mổ, không cần có sự chấp thuận của ba. Nếu như anh đồng ý ký vào biên bản cam kết. Vậy nhưng ba không đồng ý thì mình phải làm sao? Cái gì thì cũng phải có cách thôi. Đại khái như là sẽ tìm cách gây mê rồi mổ. Làm gì sao được? Bây giờ không được cũng phải được. Nếu như ba giận anh thì anh cũng phải chịu thôi. Anh làm tất cả mọi chuyện như vậy cũng là vì lo cho sức khỏe của ba thôi. Không lẽ bây giờ anh em mình cứ để cho tình hình sức khỏe của ba càng ngày càng nặng hay sao? Hay là cứ phó mặc tính mạng của ba theo ý trời? Em hiểu lo lắng cho ba, nhưng cách này em thật sự không tán thành. Hay là để em nói chuyện với ba một lần nữa? À, ok. Nếu như em không thuyết phục được ba thì anh đành phải ký tên vào bản cam kết. Có gì anh sẽ chịu trách nhiệm với ba. Cái thằng mới có nhận anh em mà đã có ý kiến khác nhau. Đúng là anh em ruột, dù có chung huyết thống thì cũng khó mà trùng quan điểm. Con có chuyện gì sao không nói? Con không nói ra thì ba cũng biết. Ai cũng đang rất lo lắng cho bệnh tình của ba. Hồi nãy con có gặp anh Võ. Anh cũng đang rất lo lắng cho ba và đang tìm cách để lo cho ba. Con thì chẳng biết làm gì nữa. Chỉ mong ước sao cho ba qua khỏi ca phẫu thuật này. Con biết là ba vì chuyện của má cho nên chần chừ không chịu phẫu thuật. Nhưng như vậy thì lại càng không thể ba. Hiện giờ con không thể thuyết phục được má, nhưng con hứa với ba, người đầu tiên ba gặp sau ca mổ sẽ là má. Ba yên tâm nghe ma. Thưa ba, con ra ngoài.
ông ta sắp sửa lên bàn mổ rồi. Mọi việc ở công ty tạm thời do vợ chồng em điều hành hết, nhưng có kẻ thứ ba xen vào đúng là phiền phức thiệt. Em muốn nói tới thằng Hiệp hả? Nó đã bước từ một chân vào công ty và lấy được sự tín nhiệm của ba em. Em chỉ lo là sẽ gặp rắc rối vì có nó là kỳ đà cản mũi. Nó có bản lĩnh cỡ nào mà phải làm em gái của anh e dè vậy chứ? Không phải nào giờ mọi việc ở công ty em nắm toàn bộ sao? Nhưng em sợ là trước khi ổng vào phòng mổ sẽ có sự sắp xếp và cất nhắc thằng con trai Út vào vị trí cao hơn. Mục đích là kiểm tra chéo chẳng hạn. Anh nghĩ ra một chuyện. Em nên bước trước ông ấy một bước, đưa anh vào công ty Trường Giang với chức vụ CEO. Lúc đó anh em mình dễ dàng phối hợp và cũng không đáng ngại cái thằng nhà quê kia. Đưa anh vào công ty liệu có mạo hiểm và lộ liễu quá không? Em nên nhớ, nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất mà. Nhưng hiện giờ anh đang làm việc tại công ty đối thủ. Chuyện này làm sao mà em có thể lý giải với ông ấy và các cổ đông trong công ty được? Nếu anh rời khỏi Kim Long với những hợp đồng khách hàng kéo theo về bên Trường Giang thì chắc chắn các cổ đông sẽ rút theo. Anh tính dùng chiêu khổ nhục kế hả? Anh muốn vào tận hang ổ để hốt trọn bọn sói. Rồi đây tụi nó sẽ không kịp trở tay vì bị đuổi khỏi nơi mà tụi nó đã gây dựng. Vậy thì anh mới thấy giết tụi nó thật sướng tay. Ok, em sẽ thuyết phục các cổ đông để mời anh về công ty Trường Giang để làm cho Trường Giang mạnh hơn và bên đối thủ sẽ ngày càng suy yếu. Ok, quyết định vậy đi. Em cúp máy nha, bye anh. Có chuyện gì vậy anh? Em coi đó, chuyện ba phẫu thuật, anh năn nỉ ba tới gãy lưỡi mà ba vẫn nhất quyết không chịu. Còn bây giờ nghe một cú điện thoại, vậy là sẵn sàng cho bệnh viện phẫu thuật, coi tức không? Vì ba nghe lời khuyên của Hiệp. Thì đó, hỏi vậy sanh không bực chứ. Ba làm vậy là ba thiên vị đúng không? Không phải thiên vị, mà thật ra xem trọng Hiệp hơn anh. Chú Hiệp coi vậy mà rất tâm lý. Ăn nói thì nhỏ nhẹ, biết lấy lòng ba hơn anh. Anh không thích cái kiểu đàn bà quỷ mị như vậy. Anh chỉ lo cho sức khỏe của ba thôi, chứ đâu phải là lo cho bản thân anh. Thậm chí anh còn tính đến chuyện làm liều là sẽ ký để cho ba lên bàn mổ. Anh làm tất cả mọi chuyện là vì ba thôi. Nhưng mà bây giờ... Thôi, anh đừng có bực tức nữa. Tại vì anh thẳng thắn quá nên ba nghe không có êm tai. Nhưng mà nè, theo em thấy chú Hiệp không có đơn giản đâu. Chú ấy có vấn đề đó. Vấn đề gì? Vấn đề là nó giỏi nịnh ba thôi. Chú ấy có tham vọng và mục đích rất rõ ràng. Chưa gì á, anh nhìn đi, đã muốn lấn lướt anh rồi và coi anh không ra gì. Dù gì á, anh mới là con trưởng của ba. Em nghĩ là sắp tới Hiệp sẽ còn tìm cách để được ba sắp xếp vào vị trí sao cho ngang hàng với anh, hoặc cao hơn anh nữa đó. Còn khuya anh mới để chuyện đó xảy ra. Còn nếu như ba nghe lời nó, anh sẽ từ chức không làm nữa. Đó, như vậy đó, anh đã lọt vào kế hoạch của người ta. Cái nào cũng không được hết. Bây giờ anh hỏi em, anh phải làm sao bây giờ? Anh phải bình tĩnh để đối phó, để không bị sập bẫy. Vì cơ ngơi này, chú ấy sẽ không từ thủ đoạn nào. Và cái gai trước mắt của chú ấy là anh, nên chú ấy phải làm mọi cách để gạt bỏ anh ra khỏi sự tin tưởng của ba. Anh coi chừng đó. Em nói anh mới thấy đúng. Nhưng mà chẳng lẽ nó hiểm như vậy sao em? Nếu em đoán không lầm, trước khi ba làm phẫu thuật sẽ có một cuộc họp để thay đổi toàn bộ nhân sự, mà chuyện chính là làm sao đưa được chú Hiệp vào ban quản trị công ty.
Ba đã quyết định phẫu thuật vào đầu tuần sau. Mọi việc đã được chuẩn bị để mang lại kết quả tốt nhất. Ba, con tin là ca phẫu thuật sẽ thành công. Ba yên tâm nha ba. Con để ba nói hết. Ba kêu tụi con vào đây không phải để trấn an hay động viên ba, mà ba muốn trước khi cánh cửa phòng mổ khép lại để tiến hành ca phẫu thuật, ba phải hoàn thành xong vài việc, điều ba mong mỏi nhất hiện nay, và cũng là động lực để ba yên tâm điều trị cái này. Các con nên nhớ, bây giờ ba đã tìm được thằng Hiệp và nó đã trở thành người trong nhà, nên ba hy vọng vợ chồng con nhanh chóng thích nghi và chấp nhận chuyện này. Dạ, con hiểu ý ba mà. Hiểu cũng chưa đủ, mà phải cho ba thấy điều đó ngay khi không có mặt ba. Từ trong nhà cho đến công ty, tụi con phải luôn đoàn kết và hỗ trợ nhau. Ba không muốn nhìn thấy cảnh vì tranh chấp hay trục lợi mà dẫn đến bất hòa, mất mát chia ly đã hơn 20 năm rồi. Giờ tìm được không phải là đơn giản. Ba không muốn bằng mặt mà không bằng lòng giữa anh em với nhau. Bây giờ ba muốn nghe ý kiến của vợ chồng con. Dạ, tụi con phần nào hiểu được những tâm tư và lo lắng của ba trong lúc này. Nhưng ba yên tâm, chú Hiệp đã làm việc trong công ty được một thời gian, tụi con cũng đã từng phối hợp với nhau trong công việc. Bây giờ biết chú Hiệp là người nhà thì tụi con sẽ càng phải nhất trí quan điểm hơn. Chắc chắn sẽ tốt hơn mà ba. Hiệp, con nói đi. Dạ, bây giờ con chỉ muốn ba hồi sức thật nhanh chóng thôi. Ba đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng tới sức khỏe. Ba phải hết sức thoải mái trước khi vào phòng mổ. Dạ, thằng Hiệp nói đúng hả ba. Tụi con sẽ túc trực trước phòng mổ và chờ đợi khi ca phẫu thuật thành công. Bây giờ ba thấy yên tâm chưa? Nếu được vậy thì ba vui lắm. Thôi, bây giờ tụi con có thể ra về vì ba đã có hẹn với khách. Ủa, ai vậy ba? Dạ, về vợ chồng con xin phép. Dạ, con chào ba. Dạ, con xin phép ba con về. Khoan đã, con ở đây một lát, ba có chuyện muốn nói với con. Anh á, toàn hỏi những câu không đúng lúc không à. Nếu như ba muốn cho mình biết khách là ai á, thì ba đâu có đuổi vợ chồng mình về. Có vậy mà cũng hỏi nữa. Anh nhịn gì vậy? Đi lẹ đi. Coi thằng Hiệp có đi theo không, hay là ở lại nói chuyện riêng với ổng. Kệ nó đi, nó có muốn nói cái gì á, làm sao mà anh cản được. Con ngồi đây đi. Dạ. Con trở về đúng lúc, ba phải nhập viện để chữa trị. Do đó con phải nhẫn nhục và chịu đựng một chút. Nếu có gì không hài lòng lắm, ba nói đến đây chắc là con đã hiểu. Thằng Võ anh con không có lập trường và suy nghĩ rất là thiển cận, ba biết, nhưng không thể nào thay đổi được vì đó là bản tính. Dạ, ba yên tâm đi, không có chuyện gì đâu ba. Ừ, ba chỉ hơi lo xa. Ba sẽ sắp xếp nhân sự tại công ty để con có điều kiện làm việc tốt hơn. Ba tin rằng con có thể là người điều hành công ty, vượt qua cơn khủng hoảng này. Tiếng nói của con phải có trọng lượng thì giải quyết mọi chuyện mới nhanh hơn. Trong thời gian này, con nghĩ là ba nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tâm lý thoải mái. Con không muốn ba phải lo lắng và sắp đặt mấy chuyện này. Hiện nay con làm việc ở phòng phát triển cũng tốt, con thấy rất thoải mái. Ba tin tưởng con lắm. Thôi,
Ba nghỉ ngơi đi, con đi về đây. Ừ. Ba nghỉ đi. Được rồi, con cứ yên tâm. Vào đi. Chào anh. Vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. Dạ. À, dạo này công việc vẫn bình thường chứ? Cũng bình thường, nhưng mà không có anh cũng hơi buồn. Mình vào phòng đi. Thì ra thằng Hiệp là đứa con trai thất lạc của anh à? Vì vậy tôi mới nhờ anh âm thầm hỗ trợ nó giùm. Nó mới vô, cho nên không nắm rõ tình hình của công ty chúng ta trước đây. Phải có anh chỉ dẫn để nó làm tốt hơn. Có vẻ như anh đang lo ngại chuyện gì đó phải không? Chuyện này tôi cũng chỉ phòng xa thôi, chứ không chắc. Tôi tạm vắng mặt, cho nên nếu có chuyện bất hòa hay không thống nhất quan điểm thì phải nhờ đứng ra dàn xếp. Vậy anh muốn chọn ai là người thay mặt anh để quyết định khi anh không có mặt ở công ty? Vậy anh muốn chọn ai là người thay mặt anh để quyết định khi anh không có mặt ở công ty? Nếu tôi chỉ định ai trong thời điểm này, e rằng sẽ thiếu thuyết phục và có thể dẫn đến bất đoàn kết nội bộ. Cho nên tạm thời tôi chỉ nhờ đứng giữa để dàn xếp, tránh tìm tổn thất của công ty nếu có xảy ra bất đồng quan điểm. Tôi hiểu anh nói gì, nhưng nếu kéo dài sẽ không tốt. Sau khi mổ và khỏe mạnh, tôi sẽ sắp xếp lại nhân sự. Tôi sẽ đưa Hiệp vào ban quản trị của công ty và Hiệp có quyền quyết định một số việc. Anh Võ hả? Em có cái này cho anh nghe. Nhưng hứa với em, nhất định phải bình tĩnh. Nguyệt đang lo, nếu ông Tùng nhất quyết đưa thằng Hiệp vào ban quản trị sẽ gây bất lợi và khó khăn cho ta sau này. Đúng là vậy. Có thể sau này Nguyệt sẽ không được lão ta tín nhiệm, và toàn bộ quyền hành sẽ do thằng Hiệp nắm. Bảo Nguyệt phải dùng con cờ trong tay để ngăn cản chuyện này. Ý chú muốn nói là thằng Võ? Ừ. Cho nó gặp mẹ nó, tìm cách gây tác động để bà ta ngăn cản, không cho thằng Hiệp dấn sâu vào công ty. Cố gắng khơi lên hiềm khích giữa hai anh em, thì buộc ba mẹ phải ra tay. Như vậy thằng Hiệp sẽ bị ngáng chân, không còn cơ hội để lọt vào ban quản trị. Dạ, con sẽ làm theo lời của chú. À, còn nữa, nói với Nguyệt bằng mọi cách kéo dài thời gian chờ phẫu thuật của lão ta. Đến khi có biến chứng xảy ra, không chết cũng thành phế nhân. Dạ. Nhưng mà còn một chuyện nữa, con muốn hỏi ý kiến của chú. Thằng Hiệp đang tích cực dò la tìm người đã bán đứng nó trong vụ kế hoạch kinh doanh bị tung ra.
Ý chú không sao? Nếu cần thì con cứ ra mặt và chỉ đích danh người nào đã bán bản kế hoạch này. Hai anh em còn hợp tác, người tung kẻ hứng. Như vậy thì chắc chắn hai anh em nó sẽ nồi da sáu thịt, tích gió thành bão, không cần mình phải ra mặt. Con có cảm giác mọi chuyện được sắp xếp trong lòng bàn tay của chú. Học hỏi đi Lâm Minh. Dạ. Để hình dung được khi gặp má anh sẽ như thế nào. Mà chắc có lẽ má không nhận ra anh đâu. Lúc má đi anh chỉ mới 6 tuổi thôi. Em hiểu. Nhưng anh cứ để cho cảm xúc của mình tuôn tràn thoải mái, đừng kìm nén làm gì. Anh đã lớn, nhưng mà đối với má, anh lúc nào cũng là đứa trẻ lên 6 thôi. Hay là bây giờ em vô với anh nha? Chưa phải lúc. Em muốn anh và má có được sự riêng tư trong thời khắc này. Em từ từ biết sao cũng được mà. Nhưng mà anh nhớ những gì em dặn không? Anh nhớ rồi. À, phía trước là tới rồi kìa. Anh vô với má nha. Ông xã. Ông xã. Anh thoải mái lên nha. Trời, còn bừng sáng mà hung hít vậy. Ngọng tiệm chỗ khuất khó coi quá. Kìa, đâu có sợ là ngon lắm hả? Nếu mấy người của văn minh lịch sự thì đâu có làm khó coi dưới đường giữa sáng vậy. Nếu tự ái kéo về nhà hung hít, thầy nói thằng này còn thấy là còn nói nữa. Lúc đó được quê độ nha. Một quê thì khó quê. Nè, cái ông kia. Chào. Tôi đã nhịn nhiều rồi nha. Tôi không muốn nói tới cái mặt ông. Sao ông kiếm chuyện hoài vậy? Bộ ông rảnh không có chuyện gì làm hả? Nè, rảnh thì về nhà ngủ đi. Đừng có đi lung tung rồi kiếm chuyện người này người nọ. Ông không nghĩ đến ông á thì cũng nghĩ đến nhỏ con gái kìa. Còn nhỏ thiệt là tội nghiệp á. Vì có người cha như ông. Cái gì tội nghiệp? Ba nó đâu có ăn trộm ăn cướp giật dọc gì có ai đâu. Nói xin lỗi con à, đầu trên xóm dưới ai cũng biết thằng già để hết trơn á. Kể cái đứa con nít nó cũng thần tượng luôn á. Nói mà không biết ngượng. Đồ vô ăn vô học, nói cũng không giống ai. Ê, cô đừng nói chuyện chỗ đó nghe. Cô á, bằng tuổi con gái tôi á. Tôi á, tội nghiệp cho ba má cô á. Khi có một đứa con mất dạy như cô. Con gái tôi mà ăn nói kiểu như cô, tôi bẻ cổ nó ra lưng ngược chiều cho thiên hạ luôn á. Vậy ông đi về bẻ cổ con gái ông đi. Tôi không phải là con gái của ông. Đồ cha già khó ưa. Đi đi anh. Mày làm đau mày. Bực mình dễ sợ luôn á. Tự nhiên gặp thứ gì đâu không à. Tôi mà không để đứa con gái ông á, biết tay tôi rồi. Già khó ưa, già mà ngu.
Con là Võ nè má. Con lớn dữ vậy sao con? Con trai của má. Má nhớ cái ngày má bỏ con đi. Con còn nhỏ xíu à. Con khóc chạy theo tìm má. Cái hình ảnh đó không bao giờ má có thể quên được hết đâu. Má nhớ con, má nhớ đến quay quất gì đó, nhưng mà không biết làm sao để gặp con nữa. Má, con cũng nhớ má lắm. Má bỏ đi con khóc hoài không ngủ được. Ba thấy vậy la con, rồi sau đó ba ôm con mà khóc theo nữa. Con à, con có giận hờn hay là ghét bỏ gì má không con? Con còn nhỏ quá cho nên con không hiểu tại làm sao má lại bỏ rơi con phải không? Phải chi lúc đó má không có rời xa tay con thì mẹ con mình đâu không có cách xa nhau đâu. Má, con không hờn giận gì má hết. Con chỉ mong là có một ngày được gặp lại má. Bây giờ con được toại nguyện rồi. Tội nghiệp con trai tôi quá. Con à, con có gặp em con chưa? Thằng Hiệp đó. Dạ có. Nó mới vào làm trong công ty, đụng mặt nhau hàng ngày mà không biết là anh em ruột. Đúng là trớ trêu quá. Cũng may là hai đứa chưa có đánh lộn với nhau. Chưa đánh nhưng mà đã gây rồi má. Tại sao lại gây vậy? Thằng Hiệp, con không biết phải nói sao với má bây giờ. Nhưng mà tánh khí của nó sao kỳ quá. Thằng Hiệp nó sao vậy? Nó háo thắng, tự cao tự đại, không xem ai ra gì hết. Má biết không, bây giờ trong công ty ai cũng bàn tán dị nghị sau lưng nó hết. Có lẽ nó nghĩ rằng nó là con của ba, cho nên rất lớn lối và quên quan. Thậm chí ngay cả con nè, mà nó cũng không hề nể trọng con. Còn một chuyện này, không biết là con có nên nói ra với má hay không. Sau lưng con, nó nói xấu con, toan hót với ba, làm bây giờ ba cũng không tin tưởng con nữa. Thằng Hiệp nó không phải là đứa như vậy đâu con. Tại sao nó lại làm như vậy chứ? Con biết bây giờ nói ra thì má không bao giờ tin hết. Nhưng mà không phải chuyện này một mình con thấy, mà ai trong công ty cũng thấy nó như vậy hết. Thằng Hiệp bây giờ chắc có lẽ nó muốn nắm chiếc ghế của con để có được cái quyền điều hành. Có lẽ bởi vì nó biết ba rất thương nó, có lỗi với nó, cho nên bây giờ nó muốn ba phải bù đắp lại cho nó. Má biết không, bây giờ nó muốn gì ba cũng chiều theo nó hết. Chính vì vậy được nước nó làm tới. Con khuyên nó vậy mà còn lớn tiếng thách thức con nữa.
Bây giờ má phải làm sao lựa lời mà khuyên nó giùm con, chứ để anh em mới gặp nhau chưa vui mừng được gì hết mà lại gây hấn với nhau như vậy, ở ngoài người ta nhìn vô người ta sẽ cười vô mặt má à. Ai biểu mày gây chuyện trước nên tao phải cầu cứu má thôi. Tội nghiệp má đứng giữa khó xử, nhưng đường cùng con phải làm phiền đến má thôi. Cậu muốn tìm Lâm Minh này sao? Tôi là Hiệp, người đã viết ra bản kế hoạch 3 giải pháp cho dịch vụ vận tải. Tôi không hiểu là tại sao anh lại có tài liệu đó. Trong kinh doanh có một cụm từ gọi là gián điệp kinh tế, nhớ chứ? Vậy thì kẻ đó là ai? Bản kế hoạch còn nằm trong vòng bảo mật, chỉ có những người trong ban quản trị có, thì làm sao bên anh lại mua được nó? Và chắc chắn những người nằm trong ban quản trị thì không có ai cần tiền để bán kế hoạch đó. Trên đời này không phải nhất thiết là vì tiền. Tôi hỏi một câu, cái chuyện lộ bản kế hoạch lần này, ai là người bị tình nghi nhất? Là tôi. Cho nên tôi buộc phải truy tìm để mà minh oan cho mình. Vậy thì chỉ có kẻ ghét anh mới làm điều đó. Họ muốn anh chết. Nhưng tôi đâu có làm gì để cho họ thù ghét tôi. Đơn giản là sự có mặt của anh trong công ty sẽ làm họ sợ những gì họ đang hiện hữu: quyền lực, chức vụ và cả tiền bạc nữa. Nhưng cái đó là ai mới được chứ? Tôi có một nguyên tắc của mình, tôi không tiện nói ra. Nhưng anh cũng tự biết kẻ đó là ai. Có mặt quanh trong công ty sẽ làm họ sợ những gì họ đang hiện hữu: quyền lực, chức vụ và cả tiền bạc nữa. Nhưng cái đó là ai mới được chứ? Tôi có một nguyên tắc của mình, tôi không tiện nói ra. Nhưng anh cũng tự biết kẻ đó là ai. Anh đã hẹn gặp Hiệp, tại sao? Anh muốn cho hắn biết kẻ bán tài liệu là thằng Võ. Anh làm vậy là chết anh Võ. Hiệp biết được sau này sẽ càng đề phòng, còn em sẽ khó thực hiện được những kế hoạch của mình. Em yên tâm đi, nó sẽ chĩa mũi vô thằng anh ngốc nghếch của nó. Tụi nó sẽ xé xác lẫn nhau, và người chịu tất cả là Lão Tùng. Nếu điều này xảy ra trong thời gian này thì ca phẫu thuật khó mà thành công. Anh muốn ngăn chặn tiến hành ca phẫu thuật bằng cách là để anh em họ đấu đá nhau như vậy hả? Đó là món quà anh muốn dành tặng cho Lão ấy trước khi vào phòng mổ. Phần em phải tiếp anh, thêm vào gia vị cho thêm tăng kịch tính. Làm sao cho chuyện xấu hổ này đến tai Lão Giải càng sớm càng tốt.
Con nghe nè má. Con đang ở đâu vậy? Bữa nay đó, con có đi làm không vậy con? Dạ, con vừa về phòng trọ. Sao giọng của má nghe khàn quá vậy? Hôm nay má không được khỏe hả? Có phải là má vừa khóc đúng không? Má vừa mới gặp thằng Võ. Anh Võ? Anh xuống dưới gặp má hả? Má có sao không? Má không sao hết. Má chỉ hơi xúc động thôi. Hiệp à, má rất vui nếu anh em con gặp mặt và đoàn tụ. Không có người mẹ nào muốn chia cắt tình cha con và máu mủ. Có lẽ định mệnh đã an bài rồi. Dù má có ngăn cản hay che giấu, nhưng cuối cùng con cũng tìm được ba con và anh hai con rồi. Má hy vọng sau niềm vui không phải là bắt đầu sự rối ren và phức tạp. Vì anh em con đấu đá tranh giành quyền lợi lẫn nhau nghe không con? Má, sao hôm nay má lại nói cho con nghe chuyện này? Có phải là anh Võ đã nói gì với má không? Ai nói cũng được hết trơn. Má không bao giờ muốn con trai của má đấu đá tranh giành quyền lợi mà đánh mất đi bản tính thơ ngây của con hết trơn. Má không bao giờ chấp nhận cái chuyện đau lòng xảy ra trong gia đình mình một lần nữa đâu. Vì tham vọng nên ba con đã bất chấp để có được. Đừng có đi dạo với xe đổ đó nghe chưa. Con phải cố gắng suy nghĩ thật kỹ, bình tâm suy xét, chứ đừng có dính vào cuộc chiến này nghe con. Có thể là má quá lo xa. Nhưng má sợ lắm con à. Má sợ là một lần nữa anh em con đó phải tương tàn lẫn nhau nha con. Chỉ vì chữ hai chữ tham vọng. Má cúp máy đây. Má, má. Sao vậy bác? Bác không sao đâu. Bác đừng lo lắng quá mà hại cho sức khỏe. Con tin anh Hiệp không phải là người như vậy đâu. Năm xưa bác bỏ đi cũng vì lý do này. Bác không muốn thằng Võ và thằng Hiệp sống trong một gia đình có người cha là máu lạnh. Bác sợ tụi nó sẽ nhiễm những thói hư và tật xấu để trở nên kẻ bất nhân cho biết không. Khi bác gặp lại thằng Võ, niềm vui chưa có trọn vẹn gì hết trơn, lại phải đau lòng khi nghe chuyện xích mích của hai anh em nó vì đấu đá tranh giành quyền lợi của nhau. Bác có trực giác mơ hồ, hình như là thằng Võ nó không phải là con của bác vậy đó. Nó đã bị nhiễm thói hư tật xấu của ba nó rồi. Có thể vì một phút nóng giận mà anh Võ mới nói như vậy. Con nghĩ mọi chuyện không đến mức trầm trọng như vậy đâu bác. Con à, bác cũng đang cố tự hù dọa mình đó. Nhưng mà bác cũng lo lắm con. Nếu mà chuyện này kéo dài đó, sẽ khiến cho anh em nó xích mích ngày càng lớn hơn nữa. Tới lúc nào đó thì không thể cứu vãn được, chắc bác không sống nổi đâu con. Bác à, bác đừng có nói như vậy. Phải kêu nó về đi con. Bác ước gì hai mẹ con bác sống trở lại như ngày xưa vậy đó. Bác không muốn đi mất đứa con cuối cùng này đâu. Con à, con giúp bác cho nó quay về đây đi con. Con tìm cách lựa lời khuyên nó. Bỏ hết đi, bỏ hết đi. Quay về với bác, sống có mẹ có con như xưa đi. Bác bình tĩnh lại đi. Chuyện đã đến nước này thì khó mà quay trở lại lắm. Con cũng khó mà thuyết phục anh Hiệp quay về. Muốn ảnh quên hết mọi chuyện khó lắm bác à. Còn ba ảnh, còn anh Võ nữa. Trời ơi, sao ông trời cứ đòi đọa tôi hoài vậy? Bác ơi, sao ông ác với tôi hoài vậy? Bác à, con có một cách để cho bác yên tâm nè. Không kêu anh Hiệp về á thì, nhưng mà con này con có thể lên trên đó. Con sẽ canh chừng ảnh.
để ngăn chặn những chuyện không hay có thể xảy ra. Con sẽ liên lạc với bác hàng ngày để cho bác yên tâm nha bác. Con à, nó còn ở trên đó một ngày nào bác không có yên tâm đâu con. Không sao đâu bác, mọi chuyện sẽ ổn mà. Bác yên tâm nha bác, bác tin con nha. Alo, anh nghe đây. Em nè, em thấy bác có vẻ lo lắng và buồn lắm. Em sợ bệnh cũ tái phát, vì bác cứ nhắc đi nhắc lại chuyện xưa. Bác sợ anh và anh Võ sẽ xích mích dẫn đến này nọ. Em thấy bác thực sự không ổn đó anh. Mai anh sẽ về dưới quê để cho má yên tâm. Nếu anh về thì bác sẽ không cho anh đi nữa đâu. Anh cãi lời càng khiến bác thêm bệnh nặng. Bác cứ nói nằm mơ gặp ác mộng hoài, nhưng em hỏi thì bác không nói chuyện gì hết. Má của anh thần kinh yếu, cho nên đụng chuyện là cứ liên tưởng và đêm ngủ thường thấy chuyện không hay. Hay là anh nghe lời bác về dưới này sống đi. Như vậy á thì bệnh của bác mới thuyên giảm. Nhưng anh cũng đang rất lo cho ca mổ của ba anh. Anh dự định là sau khi ba thật sự hồi sức, anh sẽ nói một tiếng rồi xin nghỉ về quê. Anh cũng có cảm giác mình không thích hợp trên này. Anh bắt đầu thấy nản rồi. Bộ có chuyện gì hả anh? Thì cũng không có gì lớn chuyện. Nhưng mà anh thấy những gì má nói có phần đúng. Nếu anh không thể thích nghi được với lòng người đô thị, anh sẽ cảm thấy ngột ngạt và chuốc lấy buồn phiền. Còn nếu mà anh đề kháng và thỏa hiệp, thì anh sẽ biến chất trở thành một con người khác hồi nào không hay. Em lo cho anh lắm, anh có biết không? Em sợ một ngày nào đó anh không còn là anh nữa. Lo gì chứ, anh còn suy nghĩ được như vậy là anh còn kiểm soát được mình và biết mình đang làm gì. Hay là ở đâu? Hay em lên đó với anh nha. Em lên làm gì? Thì lên canh chừng anh. Nếu mà em thấy anh á có biểu hiện xấu đi thì em nhắc chừng anh quay trở lại liền. Em làm anh mắc cười quá. Em làm như là anh còn con nít 3 tuổi không bằng gì. Thì bác lúc nào cũng xem anh như đứa con nít 3 tuổi mà, cần được che chở và bảo bọc nữa đó. Có phải má của anh muốn em làm điều này đúng không? Chỉ có cách đó thì bác mới yên tâm khi anh ở trên này. Nhưng mà để má dưới một mình anh cũng không yên tâm. Có em chạy qua chạy lại cũng đỡ phần nào. Anh biết không, từ lúc mà anh nhận lại ba, có đêm nào mà bác ngủ an giấc đâu. Bác cứ nằm mơ thấy ác mộng và sáng ra là rã người. Em đưa đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói bệnh này thuốc nào mà chữa được, vì đó là tâm bệnh mà. Hay là anh cứ để cho em lên vài ngày, sau đó em quay về nói lại cho bác để bác yên tâm. Vậy thì em tính chừng nào lên? Ngày mai. Ngày mai à? Em có chuẩn bị trước rồi hả? Nhưng mà nếu anh không cho lên thì sao nè? Thì em cũng cứ lên. Một công hai việc, vừa đi theo lệnh của má chồng, vừa lên đó canh chừng chồng. Thôi ba em về rồi, em cúp máy nha. Nếu mà ngày mai có lên xe thì nhớ điện thoại cho anh nghe, để anh canh giờ ra đón đó. Dạ em biết rồi, chúc anh ngủ ngon. Em cũng vậy, ngủ ngon. Bye anh. Mày lại điện thoại cho thằng Hiệp hả? Bộ mai nó về hả? Ba, mai con lên Sài Gòn nha. Lên chơi? Sao tự nhiên nó đi là tự nhiên đi à? Nên đó là mày ở đâu? Thì có anh Hiệp mà. Đâu được, con gái chưa cưới mà đi theo trai thì tao chỉ nghĩ mặt mũi tao để đâu. Dù sao tao cũng có máu mặt ở dưới này rồi. Ba nói gì đâu không à, tự con có ý thức chứ bộ. Con không bao giờ làm mấy chuyện xấu hổ đó đâu. Ai biết được, ở dưới này con nhà ai nó ở,
Rồi còn có tao, nó nể mặt nó không dám làm bậy, rồi lên đó ở chung nhà, rồi chung đụng ai biết được, dứt khoát là không được. Trời ơi, sao ba lại nói vậy chứ? Con lớn rồi chú bộ, anh Hiệp cũng đâu phải là hạng người xấu đâu. Nó không có xấu, nhưng người tạo điều kiện cho nó xấu. Đâu nó không được là không được đi. Mới tao qua nhà nói chuyện với chị thôi. Bà vô lý quá à. Vô lý vô tình gì cũng được, con gái tao là tao phải giữ. Mày có gì người ta chửi lên đầu tao nè. Có hết quần áo không đi đâu hết. Mày kể tao từ nay tao từ mày luôn á. Bà đừng có như vậy mà. Con đi lên đó có công việc chứ bộ, đâu phải con đi chơi đâu. Con đi vài bữa là con về à. Không. Bà, anh Hiệp gặp chuyện, con phải lên đó mà. Ở dưới này con cũng đâu có yên tâm đâu. Không. Ba. Gì? Con nghĩ là anh Hiệp trên đó có bồ á. Con lên trển con dò xét chứ bộ. Hả? Gì? Có gì? Có gì? Ừ. Nó mà làm gì có mấy chuyện đó mày. Nhưng mà tao cũng tin nó là người xấu rồi. Anh ấy không có xấu, nhưng mà con lơ là không canh chừng á, là tạo điều kiện cho ảnh làm người xấu á. À, mày nói cũng có lý. Ừ. Giờ vậy làm sao? Thì con lên đó để ngăn chặn và canh chừng ảnh. Nếu mà không ổn á, thì con kêu ảnh về đây với con. Được á. Hạnh phúc là con phải biết giữ lấy. Đừng có để mất bò mới ra làm chuồng không mày. Anh Hiệp chứ không phải là bò. À thì bà nói lắm na vậy thôi. Vậy ba cho con đi hả ba? Giết. Nhưng mà với một điều kiện à. Cô à, không cô. Được. Cô à. Đừng chết cô. Đi. Không được. Đừng ra. Đừng chết đi. Ra. Cô bình tĩnh đi. Ủa, nó nói gì vậy con? Thì anh ấy nói là anh ấy đang chạy xe ra đón cha con mình đó. Nhìn cái mặt kìa, vui thì rõ luôn à. Vui không nổi à. Tự nhiên cái ba đòi theo con chi vậy? Thì con lên đó canh chừng nó, thì ba có đi canh chừng con. Để có nhiệm vụ chứ đâu phải đi chơi đâu. Chịu không nổi với ba luôn á. Mà con dặn trước á nghe, ba lên đó mà nói gì á làm cho anh ấy giận á, con cho ba về quê luôn á. Biết rồi, biết thân phận mà. Lên ở ké nhà chồng người ta là phải nhỏ nhẹ nhẫn nhục nhún nhường. Chứ nếu không ta đuổi nó không cho ở rồi sao. Vậy mới được chứ. Mà ba nè, hồi còn trẻ ba cũng ở Sài Gòn mà đúng không? Vậy ba ở đâu vậy? À, lâu quá ba cũng quên rồi, sao nhớ nổi. Lúc đó có con chưa ba? Lúc đó con được 2 tuổi. Mà sau đó ba giải nghệ về quê luôn. Ủa sao vậy ba? Ba không thích ở Sài Gòn hả? Nó xô bồ phức tạp lắm, toàn là người xấu không à. Ba sợ bị ảnh hưởng. Mà lúc đó ba làm nghề gì ở trên Sài Gòn vậy? Sao con không nghe ba kể? Cô ơi cô, có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Cô cứ khóc hoài làm sao mà tôi giúp cô được.
cô có chuyện gì buồn á, cô cũng phải nghĩ tới gia đình mình trước chứ. Tôi nói cô nghe, dù gì đi nữa thì cô cũng phải nghĩ tới bản thân và gia đình mình. Nếu mà cô có chuyện gì thì gia đình của cô sẽ lo lắm đó. Cô ơi, alo. Em tới rồi nè anh. Em và ba đến rồi hả? Anh có chuyện đột xuất. Rồi rồi, anh tới liền. À, cô ơi, à, bây giờ tôi có chuyện gấp phải đi. Cô, hay là cô cho tôi số điện thoại người nhà cô đi. Tôi gọi cho họ đến, được không cô? Hay là tôi chở cô về. Nhà cô ở đâu? Ê, 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 ê. Cô ơi, cô có sao không? Trời ơi, sao cô ngoan cố vậy? Chưa tới nước nữa, nó đang làm gì vậy? Anh nói sẽ tới liền, phải chờ chút đi. Nãy mình gọi trên xe, mình gọi cho nó cũng nói tới liền. Bây giờ xuống xe rồi gọi cho nó cũng nói tới liền. Nó đâu rồi? Thôi ba đừng có cằn nhằn nữa, ba ráng chờ chút đi rồi ảnh tới. Cằn nhằn gì? Bực bội quá. Ai biểu ba đòi đi theo con chi? Đến giờ thiếu hơi rượu rồi ba bực bội hả? Thôi, mình vô trong đây ngồi chút xíu đợi nha. Đi ba. Nào nó quên nó nhớ luôn không mày? Nó đâu rồi?
mát rồi đó. Có phải hẻm này không? Chắc sắp tới rồi đó ba. Đúng nhà hiệp không? Dạ chắc là đúng, người ta chỉ vậy mà ba. Bấm chuông thử đi coi, nếu mà nó ra mở cửa là nhà của nó chứ ai. Hiệp ơi. Hiệp ơi, có nhà ông Hiệp? Ba, anh Hiệp ơi. Ê, có người, có người chắc nhà của nó đó, có người dạ. Mở cửa kìa. Tinh thần cô ấy không có được ổn định, cho nên anh không có dám để cô đi một mình. Mà đưa tới công an thì cô không chịu, nên đôi đê quá anh mới đưa cô về đây. Anh nghĩ là thôi cứ để tạm cô ở đây đi, rồi ngày mai mình hãy tính. Ngủ ở đây, nếu không có tao với cô Trúc thì mình cho nó ngủ chung luôn hả ba? Con biết em Trúc lên, cho nên con mới sắp xếp như vậy. Với lại anh cũng muốn nhờ em hỏi han cổ xem thế nào, biết đâu cổ sẽ cởi mở và tâm sự với em, như vậy mình có thể giúp được cô ấy. Ừ, vì cái chuyện này mà mày bắt cha con của tao đứng chờ cả buổi luôn mày mới xem không? Mày có khùng không? Con không thể để cô một mình được, tại vì bác không có mặt ở đó cho nên bác không biết. Thật sự là cô ấy rất là quẫn trí, con sợ là cô ấy sẽ làm bậy. Anh Hiệp làm đúng mà ba, gặp người ta cùng đường làm sao mà bỏ rơi người ta được, rủi gặp kẻ xấu thì tội nghiệp lắm. Con gái mà. Mày nghĩ gì thiệt hả? Ừ. Hiệp, mày ra đây tao nói chuyện với mày chút. Ba, mày để đàn ông nói chuyện với đàn ông được không? Đi. Chị tên gì vậy? Nhà chị ở đâu? Tạm thời chị cứ ở đây nghe. Có gì ngày mai tụi em sẽ đưa chị về nhà. Chị còn người thân nào không? Ba mẹ hay anh chị em gì đó? Thôi thôi, em không hỏi nữa đâu. Chị đừng có như vậy. Hay là em đưa chị vô nhà nha. Chị đi vô nhà nha. Mày ra đây. Thưa bác, con đi cũ rít rồi, mày có thể qua mặt được con Trúc, đừng có nghĩ qua mặt tao nghe. Giờ mày nói thiệt đi, con nhỏ đó là bồ của mày phải không? Dạ con. Mày lỡ nằm với nó bây giờ nó đầm dạ phải không? Dạ không, con vừa gặp cô ấy thôi. Nhìn bộ dạng của mày tao nghi lắm à. Lù khù dắt cái lù chạy. Mấy cái thằng mặt hiền hiền này ghê lắm. Bác không tin á thì bác trực tiếp hỏi cô ấy coi. Mày đánh đố tao hả? Hãy nói mày thông đồng, tao hỏi cũng chưa không à. Ê Hiệp, cái gì cũng được nghe. Mày làm khổ con Trúc là không yên với tao đâu nghe. Bây giờ mày nghe tao hỏi nè, trả lời cho thiệt. Ở trên này mày làm công ty nào, công ty đó tên gì? Ủa mà cái vụ con làm chỗ nào có liên quan gì tới việc này sao bác? Tao muốn biết cái công ty ấy, mày còn giấu con nào trong đó nữa không? Con là con hết chịu nổi bác rồi đó. Bác muốn biết á
Mai vô công ty con mà biết. Mày cứ nói công ty với địa chỉ rồi tao tự đi tìm. Thôi được rồi, bây giờ bác muốn sao cũng được hết á. Bác muốn biết á, ngày mai con ghi địa chỉ cho bác đi. Bây giờ mình vô được chưa? Được. Chết. Chuyện gì bác? Ừ, mày để hai đứa ở trong đó, rồi lỡ nó đánh kia sao? Trời ơi mày. Nhỏ đâu hả? Ba, người ta ngủ rồi. Em, cổ sao rồi em? Cổ không nói gì hết á. Em hỏi tới là cổ méo máu như tuổi thân. Thôi cứ tạm qua đêm nay rồi tính. Bây giờ em cứ ngủ với cô ấy trong phòng, còn anh ngủ bên ngoài. Ừ. Ê, còn tao sao mày? Con với bác ngủ đỡ bên ngoài hoặc ngủ nhà sau cũng được. Trời ơi, tao lên Sài Gòn tưởng đâu được ngủ khách sạn năm sao, ai vậy ngủ nhà dưới. Ba. Ê. Thôi mà. Tôi kể, ngủ đâu cũng được, miễn cho tao có mệt là được rồi. À, con có cái mệt. Ừ. Nhưng mà để trong phòng của cổ rồi. Bác thông cảm ha. Con hiểu mà.